Diêm Anh xin chào tất cả bà con, cô bác gần xa trong và ngoài nước trở lại với video sáng nay ngày 29 tháng 3 năm 2023 tại ngôi mộ của cố nghệ sĩ ưu tú Du Linh. Thì dẫn thường lệ, Diêm Anh đều sáng sớm vô đây để là chia sẻ những cái khoảnh khắc đầu tiên nhất cho tất cả bà con cô bác gần xa trong và ngoài nước được xem như thế nào, để coi nó khác sao so với ngày chiều hôm qua. Thì để cho bà con xem, thì hôm nay đây là quý chính trị, hôm nay có thể thấy là một cái khung cảnh nó rất là im ải. Những cái đóa hoa hôm qua, những cái đóa hoa hôm qua là được mấy anh em trong hoa viên đã đem vào, thì mình cũng có đi theo và quay với chú anh chị. Thì hôm nay sáng nay là mấy anh em đem ra rất là sớm luôn, cho nên là bà con nhìn này rất là đẹp và dung mạo rất là đẹp hết quý chú vậy, không có hư hao gì hết ha. Đó. Thì hôm nay mình nghĩ rằng là chú Dưới Lên rất là vui luôn đó. Thì giờ thì nó còn hơi tối quá quý chú chị, còn hơi tối quá cho nên là không có thấy rõ ha quý chú chị. Đợi gần sáng sáng nữa thì mình sẽ, đây là mình nghĩ rằng là có những cái anh nào đã vô đây là rất là từ sớm luôn để là dọn dẹp và cúng kiến là quý chú chị. Thì hôm qua là mình cũng có là mua một dĩa trái cây của một một cái người cô ở là quận 8 là cô Tươi, buổi chiều cũng đã gửi cho là khách cúng cho chú Vũ Linh. Thì đây là cái dĩa nào quý chú chị, thì chắc mình phải dẹp thôi. Hôm qua thì có các anh em thỉnh rồi, thì mình cúng xong thì anh em thỉnh chú chú chị. Thì sáng nay thì ấy cho cái này cho nó tôm tắt lên quý chú anh chị. Cho nó gọn gọn lên tí. Phải thấy là buổi sáng đó, những con ve nó phiêu và trời thì nó chưa có được sáng mấy cho nên là nó hơi tối, mong bà con cũng thông cảm vì không có được rõ hay quý chú anh chị. Thì thường nhiên thì mình cũng là đến đây tại ngôi mộ của chú và quay những cái buổi sáng để coi nó có gì thay đổi gì không hay quý chú anh chị. Đây là những cái đóa hoa mà rất là tươi, rất là dễ thương quý chú anh chị, rất là dễ thương luôn. Mà tất cả các bà con cô bác đã gửi cái tấm lòng nho nhỏ đến cho là cố là sự ưu tú Vũ Linh. Quý chú anh chị, đây là những cái tấm hình, những cái tấm hình của chú rất là đẹp luôn. Và có thể thấy là buổi sáng, buổi sáng là thấy là nó rất là thơm tắt luôn. Buổi sáng ai đem cái này sớm mà anh đem hả? Hàng chi em thấy nó sáng nay hôm qua thì anh này đúng rồi để em sửa cái bản tên này lại. Em quý chung chị, cái bản tên này nó bị xây ra làm sao á, do là mình do lo nói chuyện có mua phạt đó. Thôi không phải nói luôn á, mà là mình khi mà nhìn hình thẳng vào một cái lãng hoa này á là mình rất là ấn tượng luôn quý cô chú chị. Nó rất là có cái hồn trên đó, mà còn có để cái hình của là chú Vũ Linh nữa, và để những dòng chữ rất là ý nghĩa luôn. Hàng triệu trái tim thổn thức tiếc thương nghệ sĩ nhân dân Vũ Linh,
phải nói là một câu văn làm như là nó ẩn trong đầu của cái người mà khán giả đã gỡ cái đó ha này cho là chú rồi, nó thật sự luôn. Mình nghĩ rằng cái vị khán giả này rất là đặc biệt luôn, và chắc có cái tình cảm rất là sâu đậm và đối với là cố nghệ sĩ, rất là một fan rất là cứng đây. Đó, quý vị. Còn thì cái bên đây thì của một vị khán giả là giấu tên, ngàn năm thương nhớ ông Hoàng Hồ Quảng, nghệ sĩ nhân dân Vũ Linh. Ồ, cái câu này cũng ngắn gọn nhưng mà rất là hay ha quý vị. Nhưng mà tiếc thay á là một cái đó hoa này lại bị những cái con vật nó ăn bớt hết một số bông đó. Đây là quý vị quý vị có thể thấy nè, đó hoa này cũng rất là đẹp quý vị quý vị. Cũng một khán giả giấu tên. Nói chung là khi mà ai đến đây á, vì mình nói thật sự luôn, đây là một cái lời góp ý rất là chân thành. Vì mình không biết những vị khán giả này có nghe, có xem được cái video của Duy Minh không. Khi Duy Minh góp ý là nên để cái tên đi, nó để cái tên trên đó để xem coi biết được cái người nào là người gỡ. Nhiều khi có một số mà sự cái thông tin nó sai lạch đó. Tại vì có một vị khán giả ở đây á, người ta nói á, là cái lãng hoa trước á, là của một cái vị khán giả đó, nhưng mà có anh em nào á là nói là cái lãng hoa đó là của Tài Linh, của Minh Dương gì đó, là của các nghệ sĩ đó đó, thì nó không có đúng. Cho nên là Duy Minh nên khuyên bà con á, khi mà gỡ hoa đến cho là chú thì hãy ghi cái dòng chữ ở đó đi, ghi cái tên mình thôi, ghi cái tên với cái chữ lót thôi, không cần phải ghi họ. Không phải là ý là bà con á là ở đây á là ghi tên là sợ những ai đó là nói này nói kia, đúng không? Nhưng mà thật sự cái đó là không ai nói hết. Tại vì tất cả bà con hàng triệu trái tim bà con đang hướng về cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Cho nên là khi mà mình tặng hoa cho một ai đó mà được tất cả bà con yêu quý, là người ta sẽ rất hãnh diện về bạn, và hãnh diện về các cô chú đã gửi những đóa hoa này, và người ta sẽ là rất là quý, nhất là những người nhà của là cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nó thật sự luôn quý vị chúng chị. Hôm qua ha, là khi mà người nhà lên đây nè, người nhà chưa kịp cắt hương nữa là người nhà đã vào đây là nâng niu những cái đóa hoa này quý vị chúng chị. Nó thật sự luôn, nâng niu mà chỉnh sửa lại luôn, chỉnh sửa là hình như là cái cây đó hồi qua bị xéo á, là chú cái chú mà bạn thân hay gì của chú Vũ Linh đó, với cái anh nào bự bự to to á, là chỉnh sửa là từ chi tiết luôn quý chú chị. Đó là cái sự tôn trọng của gia đình đã dành cho tất cả những bà con khán giả thân thương đã gỡ cái tấm lòng nho nhỏ. Không phải là vì một cái đó hoa lớn này mà Duy Minh nói, mà Duy Minh nói tới tất cả những cái phần hoa nhỏ xíu này luôn. Nó thật sự luôn, đây là những cái phần hoa nhỏ nhưng mà cái tấm lòng rất là lớn, nên đối có người phải là vượt mấy trăm cây số vô đây, cả ngàn cây số vô đây để cúng vì một cái hương thôi, cắm cho chú thôi, là tất cả bà con đều là nhẹ lòng và thấy rất là vui luôn. Đó là cái sức ảnh hưởng của chú đã làm như thế nào cho cô bác được yêu quý chú. Đó là nói chung là người ta nói là có tài có đức, đức thắng tài, nó quý cô chú anh chị. Mình có tài mà không có đức thì nó cũng như không à. Còn này chú vừa có đức vừa có tài, cho nên là được tất cả bà con cô bác yêu quý, nó quý cô chú anh chị. Mình sẽ cắm ở đây rồi cho nó hàng ngang ha quý cô chú anh chị. Mình cắm hàng ngang cho nó đẹp ha. Đây mình sửa này cho hàng ngang đi, cho thẳng lối. Đây là Duy Minh nói thật sự, Duy Minh nói bằng cái tấm lòng của mình chứ không phải là nói phép để cho là có những cái video cho bà con. Thì Duy Minh không có chỗ này thì Duy Minh cũng quay cái khác, nhưng mà cái đây, chỗ đây là cái chỗ mà bà con yêu thích nhất và quan tâm, thì cũng muốn Duy Minh quay và chia sẻ, và Duy Minh cũng rất là thích luôn chứ không phải là tất cả bà con đâu. Duy Minh rất là thích khi mà tại đây là được quay và chia sẻ cái
thần tượng của mình, cho nên là mình để ngang gì heo của chú anh chị, cho nên là mình rất là vui đó. Cho mình thì rất là vui luôn quý chú anh chị. Tại sao mà không phải Duy Minh giờ đây mới nói, khi mà một tuần lễ đầu tiên Duy Minh chia sẻ cũng không có ai xem hết, đăng lên một ngày 4-5 video, chưa có video nào mà được 1000 lượt xem luôn trong vòng một tuần lễ đầu tiên quý chú anh chị. Đã thậm chí là khi mà đưa chú Du Linh lên đây là tất cả bà con cô bác, kênh lớn kênh nhỏ gì cũng vậy, đều là đăng và chia sẻ là rất nhiều người xem. Nhưng mà Duy Minh không biết vì sao Duy Minh quay, Duy Minh cứ đăng lên những cái tiêu đề mà Duy Minh để nó làm như nó thật tình quá, rồi bà con không có xem hay sao đó. Thì còn những cái video mà tất cả những anh em ở đây là mình không có nói, thì mình nói người nói vậy thôi, để những cái tiêu đề như là ca sĩ này kia thì bà con vào xem nó, mình không hiểu luôn. Tại nói mình chia sẻ mình để đúng cái sự thật mà sao, cũng như tất cả các bạn khác cũng có bạn để đúng như vậy mà sao giống như mình cũng mà sao không xe mình đó. Thì mình cứ làm cứ quay hoài luôn trong vòng tuần lễ đầu thì bà con hiểu mình và đã vào xem đó. Tại vì mình cũng quay chung một bối cảnh, quay chung một thời điểm, có khi là mình quay nhiều hơn nữa mà tại sao mình không hiểu. Cho đến lúc này thì có lẽ là cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là ông đã hiểu được cái tấm lòng của Duy Minh và đã phò hộ cho Duy Minh và giúp đỡ Duy Minh, cũng như tất cả các vị các ngài thổ thần thổ địa ở đây, long thần hộ pháp ở cái Hoa Viên Bình Dương này hiểu được tấm chân tình của Duy Minh, cho nên là đã giúp đỡ Duy Minh. Thì đó là cũng nhờ cái sự giúp đỡ đó, và cũng như tất cả các bà con cô bác gần xa đã hiểu được và đã xem và chia sẻ cho Duy Minh, thì Duy Minh rất là cảm ơn tất cả bà con trong và ngoài nước đã xem những cái video mà chân thật nhất của Duy Minh đã chia sẻ tại mộ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thì Duy Minh sẽ cố gắng để chia sẻ những cái mà trung thực nhất, cho dù cái video đó là nó như thế nào, nó có hay là dở gì, nhưng mà Duy Minh đặt cái mục tiêu vô là sẽ cố gắng là chia sẻ là thật nhất theo quý cô chú anh chị, không có dám nói là có, nói không nói có. Nó đó là cái tâm nguyện và cái sự mà quyết tâm của Duy Minh trong suốt những thời gian qua, thì được sự đền đáp của bà con là quý mến, thì Duy Minh cũng rất là vui đó. Đây là quý chủ, còn đây là những cái mà mình nghĩ như cái này á, là những cái này, cho nên chắc là phải bỏ quá, để đây đi, khi nào anh em vô thì sẽ một chút xíu nữa thì có mấy anh vô sẽ dẹp những cái này quý chú vậy đó. Thì sáng có anh là vô sớm dọn qua để qua đó rồi đó. Những cái này thì những cái mà cái gì ngăn lượng bằng ấy nè quý chú chị, bằng những cái giấy á, chắc là có một bà con cô bác nào đó đi đến đây để là đem đến đây là chắc đốt cho chú xuống dưới, đốt quá quý cô chú anh chị. Thì nói chung là những cái này là những cái quan niệm ngày xưa của cái tập tục tập quán quen thuộc của người dân địa phương, hay là dùng những cái mà ngân lượng cũng như giấy tiền vàng bạc, khi mà có những người mắc thì sẽ đốt những cái giấy tiền đó quý cô chú anh chị, cái phong tục tập quán đó quý cô chú anh chị. Mình phải để cho nó còn vàng lại đây rồi xong á, sáng mai á, cái có ai đem lại đây thì cô bác sẽ là lấy những cái dĩa này và có cái khăn này của quý cô chú anh chị, để mình tủ cái này cho nó sạch sạch, cái này chắc bỏ đi, cái này nước cốt dừa quý cô chú anh chị nó hư rồi. Những cái này
Nói chung là Duy Minh quay nhưng mà sẵn tay tiện rồi làm luôn, chứ không có giỏi gì hết, muốn cái gì cũng không có xiên đâu. Nhưng mà tiện tay mình làm, mình thấy trước mắt của mình thì nó ngứa ngứa mắt quá thì mình làm thôi chứ. Đó. Đây là chắc của cái khuất này của ai không biết nữa. Chắc là của em trai nào đó. Bỏ nó quên ở đây. Nó thật sự là những cái khi mà Duy Minh đến đây thì rất là vui. Khi mà sáng nay quý cô chú chị có thể thấy nè, sáng nay là xung quanh đây á, là chưa có ai hết. Hồi sớm thì có một anh trong hoa viên thì ảnh đem lại, ảnh đem những cái vòng hoa lại quý cô chú chị. Nói chung á, là những cái vòng hoa này là Duy Minh cũng đã ý kiến rồi, đã cũng có nói rồi, chia sẻ với anh em rồi, cho nên là nhưng mà chắc là anh em quên đó, cho nên là hồi hôm qua thì được đem vô rất là sớm. Duy Minh cũng đã có quay cho Duy Minh quay cho quý chú anh chị xem đó, để bên cái nhà chờ bên kia cái bên đó quý chú anh chị nè, mình phóng to ra cho quý chú anh chị xem ha. Nè đó, cái bên đó đây rồi, để bên nhà chờ này quý chú anh chị đó. Thì sáng nay có thể thấy là những cái mà chậu á, những cái chậu mà được anh cắt rồi quý chú anh chị, những cái chậu đây nè, những cái hàng chậu đây được cắt luôn, tại vì sợ những cái con quặt á, hoang quả nó ở đâu trong đây nó đi ra rồi nó làm vỡ. Thì nói chung ở cái khu vực, ở cái khu hoa viên nghĩa trang này quý cô chú anh chị rất là lớn luôn. Ở đằng sau bên sau á, nó có rất là nhiều vườn cao su mà chưa có được là khai thác làm mộ, chỉ là làm xung quanh. Và nói chung mộ làm thì rất là nhiều, rất là lớn luôn, nhưng mà ở đây nó cũng rất là rộng, nó còn nhiều vườn cao su ở phía sau cái hàng rào quý cô chú anh chị đó, rất là rộng luôn. Giấc tối ha, nó thật sự luôn, giấc tối mà khoảng 5 giờ mấy ha, mình bảo đảm rằng nghe là không có ai dám đi gần sau quý cô chú anh chị, tại vì á, ở sau á, nó giấc tối hù à, nó có vườn cao su nữa. Thì ở trước này thì bà con còn có người, còn ở sau đó đâu có ai đâu, rất là sợ. Nên là Duy Minh bộ đó đi hết một lần rồi, chạy xe trước á thì gió nó cứ sao ha, mà cái lá cây nó làm gồ gịch gồ gịch, xa như là có ai ở sau quý cô chú anh chị đó. Cho nên là cứ tối là cứ chiều 5 giờ mấy là tất cả công nhân đồ người ta gom về đây hết, không có dám ở sau. Nói chung là mình cũng ớn ớn luôn quý cô chú anh chị. Thì chút xíu nữa Duy Minh sẽ thắp những cái nén hương cho tất cả quý cô chú anh chị gần xe, bà con cô bác đã hướng về chú và thắp nén hương giùm. Thì Duy Minh cũng đã hứa với tất cả bà con cô bác rồi, thắp hương cho chú. Thì để Duy Minh đi qua bên đây và chia sẻ những cái lãng hoa là rất là tiếc luôn quý chú anh chị. Đây là mình rất là ổn luôn. Đây là của những cái tâm huyết và của một cái người chị cũng đã chia sẻ với Duy Minh và cũng rất là buồn quý chú anh chị, rất là buồn luôn khi mà những cái lãng hoa của mình đã bị vỡ như vậy đó. Đây quý chú anh chị, wow, đây là mình dựng lên ha, những cái lãng hoa này rất là ấy luôn. Ồ, những cái lãng hoa này mà còn ha là mình nghĩ là rất là đẹp luôn. Những lãng hoa này rất là đẹp luôn quý chú anh chị, nếu mà còn là rất đẹp luôn, phải nói quá ủng quý chú anh chị. Người thấy nè, giá trị mấy triệu bạc nghe quý chú anh chị. Ba cái vòng hoa này là mấy triệu bạc, một cái triệu mấy không á, ba cái là mấy triệu, thấy không quý cô chú anh chị? Ồ, quá ủ luôn. Cái này thì thường thường á, là người ta cắm vô đây nè, rồi người ta sẽ tứ nước vô trong đây để cho cái nước nó giữ ẩm, độ ẩm trong đây nè, cho những cái hoa á, nó hút nước, nó sẽ tươi. Thì
ví dụ như một ngày thì bà con ít nhất á, một ngày phải chăm vô đây, đừng cho là khi mà nó khô á, trong đây là hoa này nó rút nước, tuy là cắm lên như vậy nhưng mà nó rút nước chứ lắm. Không chú chị, không thể thấy là buổi sáng rồi, vắng vẻ người rồi, cái anh ấy vô rồi, ấy vô để rồi chỉnh sửa dẹp lại quý chú chị. Rồi chiếc cà tàng. Đó. Bữa nay là tôm tắt rồi anh ơi. Bữa nay tôm tắt rồi. Không có còn, nó không có phá nữa. Chào Cát Tiên thử thách ha. Đó, anh Cát Tiên thử thách của chú chị. Ủa mấy cái chậu, mấy cái bông này mình cắt đâu anh? Trên giữa luôn ha. Đó, không quý chú vậy. Mình nói là mấy anh cắt rồi, cho nên là nó không có còn phá nữa. Đó, nói chung là sáng thì có một anh đem ra rất là sớm luôn, và thắp hương cho chú, và có thắp những cái sáng này có vị khán giả này đi sớm gì hả? Sớm như anh? Anh đi đâu mà tiện đường mà anh ghé thắp cho chú? Quận Tàu về Đắk Lắk. À, Quận Tàu về Đắk Lắk. Trời ơi, đây ra đó còn xa hả anh? Hả? Đây ra đó còn xa lắm á. Đúng rồi. Thì sẵn tiện ghé thắp. Fan 21. 21 chú ha. Để anh chùi xong á quý chú chị. Rồi ấy xong cái quên nữa, mình đợi cho ảnh làm xong đi. Không có chú chị, quên nữa, mình có cái một cái món quà của là một vị khán giả của chú chị gửi cho là chú kính viếng chú, là mình có mua rồi quý chương trình. Đó là cái bộ tách, nó tách này rất đẹp luôn, mình nghĩ là anh đang dọn rồi thì bây giờ cũng quên luôn. Đây là quý của chương trình, đây là một cái bộ tách, trong đây có là tách và ba chung, nó rất là đẹp luôn, trị giá là 300 mấy, gần 400 ngàn quý vị. Anh đây là mình nghĩ một cái vị khán giả ở thành phố gửi cho là chú, mà để mình chắc mình phải nhờ anh quá. Anh ấy cái bộ tách ra giùm anh. Cái chung tách này hôm qua là mà kêu chú ra chùi rồi đó. Còn một cái chai nước đẹp lắm á, một ly tới 100 mấy rồi, một cái tách là 100 mấy của chú anh chị. Tại vì một cái vị khán giả này giấu tên, nói rằng là trên cái bàn mà để thờ những cúng cho chú thì không có một tách, thì chị đã gửi với Minh, kêu với Minh mua giùm. Đó. Cái đơn giản mà 100 mấy. Đó. Nhìn thấy rất là đẹp quý chú chị. Mình nghĩ rằng để con chú này rất là đẹp luôn. Mượn anh, ông anh coi mộ sẽ lấy ra giùm. Tại vì mình có mà mình không có thể nào mà vừa làm vừa quay được cho quý chú chị xem. Chị này là cũng chọn sẵn cái mẫu luôn cho mình luôn quý chú anh chị. Chọn sẵn mẫu luôn á, chứ không phải là mình chọn đâu. Rất là tinh tế. Chị là cũng có cái tâm huyết lắm á. Chị ngại chị mắc cỡ cho nên là không dám đi xuống đây, và nhờ Duy Minh mua giùm. Một cái tách này á, cái giá trị của nó là mình mua một cái là 138 ngàn. Đó.
nhưng mà mình mua ba cái này á là chú sẽ bớt cho mình ha. Mình mua ba cái chú sẽ bớt. Đó. Còn đây là cái chai nước này mình sẽ xin gót ra luôn quý chú anh chị. Mình xin gót ra. Anh gót giùm em luôn. Đó. Hôm qua mình cũng đã mượn cô chùi sẵn để là khi nào mà bỏ vô đây á thì sẽ không cần chùi lại nữa. Đó. Ồ, quá đẹp luôn quý chú chị ơi, phải nói luôn. Ồ, quý chú chị. Đúng chưa? Đó, thì Duy Minh cũng thay lời cho gia đình với tất cả bà con cô bác cảm ơn chị giấu tên ở thành phố Sài Gòn đã gửi những cái chung tắc cho cố nghệ sĩ Tô Du Linh. Đó. Chúc cho gia đình chị thật nhiều sức khỏe, ấm áp bên gia đình ha, cuộc sống có nhiều niềm vui. Rất là cảm ơn luôn cái tấm chân tình của bà con cô bác gần xa đã là gửi những tấm chân tình nho nhỏ với chú anh chị. Đó. Đây là mình nghĩ rằng là rất là đẹp chú anh chị. Thì thôi thì Duy Minh xin thắp những cái nén hương dùm tất cả bà con cô bác ở gần xa đó, đã gửi cho Duy Minh cái lời nhắn là thắp nhiều hương thì Duy Minh sẽ thắp dùm cho tất cả bà con. Bà con đừng có ngại. Đó, quý chú anh chị, mình cũng đã thắp hương cho chú, cho tất cả bà con cô bác đã gỡ. Và đặc biệt một lần nữa thì Duy Minh cũng rất là cảm ơn chị ở Sài Gòn đã gỡ những cái tách này cho chú, cái chai nước. Đó, một lần nữa Duy Minh rất là chân thành cảm ơn. Quá đẹp luôn quý chú anh chị ơi, nó thật sự rất là đẹp luôn. Quay cận cảnh cho quý chú anh chị xem ha, một lần nữa. Đó, thì video đến đây đã dài quý chú chị, thì Duy Minh xin kết thúc. Và trước khi kết thúc thì Duy Minh xin chúc cho tất cả bà con cô bác gần xa trong và ngoài nước thật là nhiều sức khỏe. Cảm ơn bà con đã yêu thương và chú và quan tâm và xin bà con hãy cho Duy Minh một like, một đăng ký để ủng hộ kênh và chia sẻ để lan tỏa yêu thương cho tất cả bà con cô bác ở nước ngoài xa được xem. Đó, quý chú anh chị xin chân thành cảm ơn bà con. Chào tạm biệt bà con, hẹn bà con lại một cái video tiếp theo.